Xin chào các bạn. Thì giữa cái mùa hè nắng nóng như thế này thì hôm nay mình mời các bạn cùng mình sẽ làm cái món nước uống cho nó mát trong giữa cái mùa hè nắng nóng như thế này nha. Đó là cái món nha đam đường phèn hạt chia nha các bạn. Mời mọi người cùng mình chuẩn bị tất cả những cái nguyên liệu và bắt đầu làm cái món nha đam đường phèn hạt chia với mình nha. Các bạn, đây là nha đam nha. Thì hôm nay mình đi làm thì mình có thấy bên cái vườn nhà của cái cô kia trồng nha đam rất nhiều, mình cũng suy nghĩ ra cái ý là nắng nóng như thế này, cho nên mình xin cô ấy một ít nha đam. Mình về mình sẽ làm cái nha đam đường phèn, trong đó có hạt chia nữa. Thì mình làm thì mình cũng có biết chút chút thôi. Thì giờ mời mọi người cùng làm cái món này với mình nha. Rồi bắt đầu nha. Đây, nha đam mình mới mang về. Thì bây giờ trước tiên là mình gọt vỏ cái nha đam này ra các bạn. Nhớ là gọt gọt sạch hết những cái vỏ xanh bên ngoài nha. Tại cái vỏ xanh bên ngoài á, cái nha đam nó rất là tốt, nhưng mà mình không biết là mình để cái vỏ xanh bên ngoài á, thì cũng rất là hại nha. Cái vỏ xanh bên ngoài này nhiều lúc mình uống vào có thể khi đau bụng nè, và cái chuyện đặc biệt nữa theo như mình biết là cái vỏ xanh này mà nếu mà phụ nữ mang thai á mà uống phải cái vỏ xanh này thì có nguy cơ sảy thai rất cao nha, cho nên mình gọt là gọt sạch cái vỏ xanh này luôn, mình cắt khúc 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 ra như vậy thì để cho mình dễ gọt thôi. Gọt sạch cái vỏ xanh. Khi mình gọt sạch cái vỏ xanh rồi á là mình ngâm vào ở trong nước nha. Nước thì cái nước thì mình có pha một chút xíu muối nha. Tại sao mà cái nước mình pha muối? Tại cái nước mình pha muối là để cho nó kiểu như cái mình có cái sốt một chút ít cái vỏ xanh này á, nó sẽ khử cái vị vỏ xanh, nó không có hôi mà giống như mà khử độc vậy đó các bạn. Mình gọt thật sạch, mà tốt hơn hết là mình phải gọt thật kỹ đi cho hết sạch những cái vỏ xanh xanh này, chỉ còn là trắng tinh khiết thôi thì nó sẽ rất là tốt. Nhớ nhớt khủng khiếp luôn các bạn, nhớt nhợt ha, cầm nó rất có khó cầm quá. Trời, nhớt ghê quá, nhưng mà chất lượng nha các bạn. Rồi mình gọt sạch rồi cái mình cho vào ngâm trong nước muối nha, nước muối vừa thôi đừng có mặn lắm nha các bạn. Đây, mình xin cô, cái cô đó nó xin có một vài cào thôi, mà cô trồng nhiều á thì cô cắt có cho bao nhiêu ra, chắc cũng phải cỡ 5 kg đó. 5 kg này là mình nấu mình để tủ lạnh mình uống chắc cả tuần. Thôi kệ,
người ta cho thì mình cảm ơn mình lấy thôi, về nấu cứ để tủ lạnh uống hàng ngày thôi, mình cứ uống thay nước khát nước rồi lấy ra uống, khát nước uống rất là mát nha. Trong cái mùa nắng nóng, mùa hè nắng nóng mà cái đất Sài Gòn này nó nắng thì phải biết rồi. Mùa này Sài Gòn mới là 39 40 độ rồi, nắng nóng khủng khiếp luôn, cho nên mình uống cái này rất tốt. Tất cả nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị xong hết các bạn, nhà đam mình cũng đã thái hạt lựu xong rồi. Đây là đường phèn nha các bạn, hạt chia, đây hạt chia, đường phèn, nha đam, mình thái hạt lựu hết rồi. Thì bây giờ theo cái suy nghĩ của mình thì mình nấu vậy còn không biết đúng hay sai nữa, giờ mình sẽ bắt đầu nấu nha. Thì theo như mình là mình biết là khi bỏ nha đam đổ nước vào rồi nấu cho nó sôi lên rồi nó hơi chín nha đam rồi bắt đầu mình mới cho đường phèn vào, rồi khi đường phèn cũng tan chín hết rồi thì mình nhắc xuống và cho hạt chia vào trong khi nước nó còn nóng. Theo mình như vậy nhưng mà không biết đúng hay sai nha, thì mời mọi người cùng nấu với mình nha. Chưa uống mới có nhìn thôi mà thấy đã mát rồi. Nhìn rồi thấy đã mát rồi, chưa uống. Không biết nấu như thế này là có đúng cách không nữa, miễn sao cứ nấu chín uống ra là ok rồi. Rồi nãy giờ mình nấu cũng được tầm 20 phút rồi nha các bạn, thì nó đã sôi rồi, mình thấy cái miếng nha đam nó cũng trắng trong rồi. Bây giờ là mình mới cho đường phèn vào nha các bạn, cho đường phèn vào để cho nó sôi nó tan ra là gì, hết vào luôn cho nó ngọt. Này đường phèn hay hàn the rồi, lộn hàn the là chết bà luôn. Rồi mình cho nó sẽ sôi lên cho nó tan đường phèn ra nha. Nhìn thấy cũng được cũng ngon mà không biết sao nấu có đúng cách hay không mà nhìn thấy cũng ngon đó mọi người ơi. Rồi nãy giờ mà đường phèn chưa tan hết luôn, vẫn còn gọt sẹt này nữa. Lâu tàn thế quậy vẫn còn sột sệt 3-4 phút chưa tan,
Rồi hình như tan hết rồi các bạn ơi. Quậy nghe hết, nghe đụng cái giá rồi. Thử đi, thử ngọt vừa ngọt không? Chết cha. Mình cho đường phèn nhiều quá, ngọt quá ngọt. Bây giờ đường phèn cũng tan hết rồi, bây giờ mình cho hạt chia vào nha. Cho nhiều hết tên nha. Thử một giá thôi. Chắc một giá được không? Cho thêm giá nữa. Hai giá là được. Cái này hạt kia nó nở ra chắc nó cũng đặc dữ lắm luôn. Cái này chắc phải tầm cỡ 30 phút. Hạt kia nó chắc nó mới nở ra các bạn ạ. Nhà đam mình chín rồi, giờ mình tắt lửa trong khi nước còn nóng đó thì hạt kia nó nở ra là vừa ha các bạn. Rồi, thế là cái nồi nha đam đã hoàn thành nha các bạn. Nha đam đường phèn hạt chia thì đã hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ để cho nó nở hạt chia ra rồi nó nguội rồi cho vào tủ lạnh và dùng hàng ngày thôi. Rồi, cái nồi nha đam mình cũng đã hoàn thành và thành công tốt đẹp nha mọi người. Bây giờ chỉ để nguội và bỏ tủ lạnh rồi mình uống mỗi ngày thôi. Thôi xin kết thúc video, chào tạm biệt mọi người nha. Rồi, mọi người nhớ ủng hộ kênh mình nha, like, subscribe nha. Rồi, chào tạm biệt.